Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình nấu lẩu ăn nha. Trước tiên mình nấu nước súp. Thì thường thì mình nấu là có súp gà, nhưng mà hôm nay mình không có súp gà thì mình chỉ nấu nước thôi. Khi mà mấy cái đồ mà mình bỏ vô mình nhúng thì nó sẽ ra nước ngọt, thì cũng ăn cũng ngon. Thường thì mình có xương gà mình nấu, nhưng mà hôm nay mình không có xương gà thì mình chỉ xài nước dùng bình thường thôi. Trước tiên là mình phải có tỏi nè, càng có tỏi nhiều thì càng ngon nha các bạn. Băm tỏi như vậy nè, xả bầm luôn, bầm xả cây. Rồi mình dùng cái gia vị này mình làm nước súp nha. Trước tiên mình cho dầu ăn vô nha các bạn. Cho thơm xong rồi mình đổ nước vô. Xả xay nè, bỏ vô. Ok, bây giờ cái nồi nước của mình đang sôi các bạn. Bây giờ mình nêm cái nồi súp nha. Quậy lên cho nó tan, thử coi nó thiếu cái gì nha các bạn. Bây giờ nó thiếu chua nè, mà mình không có thích ăn cay nhiều cho nên đó là mình không có xài cái gia vị đó, thì mình xài me. Mình bỏ me vô để cho nó chua. Nếu mà mình bỏ kia nhiều thì nó chua nhưng mà nó cay nhiều lắm, nhưng mà mình không ăn cay nổi. Các bạn không cần cả me, bỏ me cũng được nha. Nếu mà không thích ăn cay á thì bỏ chút me vô, còn mà thích ăn cay thì bỏ cái hũ đó vô, cái hũ gia vị á. Tại vì mình không thích ăn cay cho nên mình bỏ me vô, nó chua. Bây giờ mình nêm thử coi nó chua bao nhiêu rồi mình mới bỏ đường và muối vô. Ok, giờ nó đủ chua rồi đó. Trong me nó có muối với lại cái đồ gia vị đó, nó có muối sẵn cho các bạn. Thì mình bỏ một chút muối thôi nha. Muối thôi. Ok. Nêm trước đi rồi coi nó thiếu gì mình bỏ vô. Muối, 2 muỗng muối. Bây giờ mình bỏ đường vô. Vừa chua, vừa ngọt, vừa mặn, vừa cay. Thì các bạn nêm sao mà cho vừa miệng gia đình mình đó thì nêm. Thì mình nêm thử nha, coi nó vừa chưa. Miếng đường nữa. Như vậy là xong nước dùng của mình rồi đó các bạn. Nếu các bạn thích thơm hơn nữa thì mình lấy vài lá trúc hay là lá chanh gì đó. Ở nhà mình có trồng cây này thì cái lá nó lớn nên là nó bự lắm. Thì các bạn thích nó thơm hơn thì bỏ lá này vô nha. Nếu mà bỏ nhiều quá nó đắng thì bỏ vài lá thôi cho nó thơm. Đó, như vậy là xong cái nồi súp của mình rồi đó các bạn. Thơm lắm.
Đây là những món mình bỏ trong lẩu các bạn. Đây thịt bò. Còn ở đây là mực. Mực tươi. Còn ở đây là mình có khoai môn với bắp. Đây là nấm. Đây là bắp cải thảo với ngò gí. Còn ở đây là chả cá. Chả cá một lát mình lấy ra mình chiên vì nó thơm, nó ngon hơn. Mình đang chiên chả cá. Đây là chả cá mình mới chiên xong đây. Lớp này chắc xong rồi, còn lát qua lẩu. Cá vô. Ăn này hả? Không. 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 Trời không đi, lá cho lý cho. Bỏ mấy cái theo vô đi. Không sợ. Tại cầm nó không? Một con kéo người ta luôn cắt. Đủ nước cho mày hết. Cái gì ăn rồi, ngon quá. Bò cho chú một xíu. Chào ông trước đi. Chào chú. Ông trước rồi đâu. Ngon. Lâu quá không ăn món này nè. Lần này có lobster, nó lần trước đâu có đâu. Lần trước có cua Canada. Có cua Canada vô lẩu á, mình để chín quá không ngon. Rồi để màu vàng này nè. Mà lấy ra. Không phải mình chiên quá, nó già thôi. Còn để bình thường vô cũng no lắm. Nó bình thường nó bỏ bỡ kỹ. Dài không? Còn bí hái từ trong trong vườn vô thấy ngon á, em tôm quá trời luôn à. Bỏ vô thêm đi. Thơm lắm rồi. Mua chợ ăn nổ tôm dưới gì đâu. Nhìn chắc nè. Ăn hả, ăn cái món lẩu này là đủ chất luôn á. Tôm, cá, rồi lớp tờ, rau, cải, bò. Nói lại một chút. Nè. Lấy cái gì đó rồi, lấy cái gì đó. Nóng lắm nè. Không có trời không. Ăn đi, ăn cho đã đi. Mới mốt ăn cua nữa. Còn mới mốt ăn cua nữa. Bự không? Quý. Đó, lớp tờ. Nó càng chín rồi. Đi ăn đi.
anh muốn ăn cái đầu á, chắc cái đầu nó chín rồi nè. Chín rồi. Thì lấy cái dĩa đi, bỏ vô cái dĩa đi, nó nóng quá anh ăn được đâu. Nè cái tô nè. Tô nè. Lấy ra đây để hồi nó nóng quá ăn khỏi. Gạch cho nãy thấy chặt rồi, gạch nhập rồi. Nè. Chắc không? Chắc không? Chắc. Mà tiền cũng đem về không? Ủa hình như anh có để nhà hả? Không có luôn hả? Tiền cũng bự trời, công đem để nhà. Tiền trái cây không? Tiền trái cây em lấy luôn mà. Ăn nó đi, chúng ta cho ăn lẩu. Nó nhứt rồi bà, nó nhứt cũng chết luôn. Hai cái đầu gối nè, nó nhứt. Ngồi xuống không được luôn. Mà nó coi vô là ngay ra không được, nó nhứt, nó đau. Ăn vô cải là hai lần rồi đó, tôi biết rồi đây, tao không dám ăn rồi. Mà ăn đâu có nhiều đâu, mày coi cái cống hổm hả? Mẹ ăn chả mi với lưng nữa. Ăn cái có cái cống hổm nhỏ xíu gì, có nửa cống rồi. Mà mẹ ăn có mấy miếng thôi đó, mà ăn hai ngày vậy ra rồi, nhứt nổi rồi. Nha mẹ. À. Nóng quá, dính quá cho nó cùng nó teo quá trời. Đừng nói bộ ăn nữa, nó 400 cho ăn hết mà. Sạch không à? Đó. Cứng nhắc luôn á, gạch dẻ. Gạch quá trời luôn. Trời ơi, nó ngon quá. Ừ, thằng kiều cá, ngon. Trứng nó trời. Trứng hả? Trứng. Trứng đó là cái khô trời. Ngon đó hả? Giống như trứng vậy. Trời ơi, gạch quá trời luôn. Gạch quá trời luôn. Mọi người. Mọi người gạch. Dở quá trời. Dở quá. Ừ. Rồi mua móc khỏi đó. Rồi rồi. Dở là bạn lần nữa. Ngon này. Mở ra mở cho nó miếng ăn. Nước uống nó mới uống đây. Rồi bắt cái gì? Bé. Mẹ đi cho cho nó smell. Yeah. Rồi con sơn lên đi. Thôi ra bỏ nó vô. Bỏ mực, bỏ nó vô. Nó ăn gì bỏ đó mẹ ơi. Bỏ nhiều quá không ăn rồi. Nó bỏ chín không? Nó chưa chín không? Đi. Bỏ bò rồi vô, nào ăn trước rồi bỏ bò vô ăn trước đi. Bỏ mực vô ăn trước đi. Cái đó lắp tờ, cho con ăn lắp tờ đi. Còn một chút lâu nó chín. Còn mau ăn thì mực với ấy thì bỏ vô mau chín. Ôi trời ơi, dạt dạt dạt. She ran away. Hi, Journey. Hi, Journey. Do you guys want to walk home?
Wow, where's your Wawa, baby? Mommy got by you a new Wawa cup.